trên 1 tỷ đồng, chúng ta sẽ sở hữu được một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng full vàng hồng, nguyên khối AU750 vàng hồng Eurogold. Đây cũng là một mẫu nhẫn Rolex của Kỳ Lân. Hai bên hông của chiếc nhẫn này được thiết kế theo kiểu mắt dây của đồng hồ Rolex. Size 40 mà tay của Kỳ Lân thì đeo thường là 36 cũng đẹp và 40 cũng đẹp, bởi vì tay của Kỳ Lân là nó ở mức trung nên đeo 36 hay 40 đều hợp, đều đẹp cả. Bởi vì đồng hồ new bao giờ cũng vậy, mắt lúc nào cũng làm dư ra để cho khi mình từng bị khách hàng tìm một cổ tay đeo thì mình sẽ bắt đầu mình đo và mình tháo bớt mắt chai ra để cho nó vừa vặn với cổ tay của người đó. Đây là nhẫn Rolex xoay. Mẫu này là mẫu thương hiệu của Kỳ Lân Luxury, chuyên về nhẫn Rolex và chuyên về thiết kế những chiếc nhẫn cao cấp đồng bộ với những chiếc đồng hồ, những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thế giới. Chiếc nhẫn này là có tính năng đặc biệt là mình xoay được. Thú vị lắm, bởi vì ngoài chức năng thời trang, trang sức và giá trị tài sản ra thì đây là một cái món trang sức mà relax được, tạo cho chúng ta cảm giác thoải mái khi những lúc mà mình căng thẳng, mình vận động tay như thế này cũng là lưu thông khí huyết đó nè, relax. Ở giữa thì có những hàng kim cương nhỏ tuyển chọn từng viên một và chia tỷ lệ của hộp chuẩn đều từng hàng với nhau rất đẹp. Và điểm nhấn nữa là hai bên hông của chiếc nhẫn này sẽ có khía chạy tia như là vành bezel của Rolex. Đây, khía chạy tia. Mặc dù không có kim cương trên hai cái vành bezel hai bên này nhưng mà lấp lánh bắt sáng chiếu rực rỡ, bởi vì đây là vàng nguyên khối AU750 chuẩn vàng hồng Rolex AU750 chuẩn hội ngoại, vàng nguyên khối nén vàng đặc biệt không bọc không xốp. Một chiếc đồng hồ mình đeo đơn được không cũng đã đẹp rồi, nhưng mà kết hợp với một chiếc nhẫn Rolex xoay này thì điều tuyệt vời. Đây là nhẫn Rolex, đây là phiên bản mid the bay giữa vàng trắng và vàng hồng. Tất nhiên sẽ có phiên bản full vàng trắng hoặc là full vàng vàng hoặc là full vàng hồng để cho đồng nhất với chiếc đồng hồ của mình. Còn nếu như mình đeo đơn một chiếc nhẫn thôi thì mình đeo sao cũng được, vàng trắng không cũng được, vàng trắng mix với vàng vàng, vàng trắng mix với vàng hồng, hoặc là full vàng vàng hoặc là full vàng hồng cũng được. Nhưng mà mẫu này sẽ phụ thuộc giá trị bởi viên chủ này. Nếu như là 5.4 thì chiếc nhẫn này sẽ là tân quanh trên 150 triệu, còn nếu như là 6.3 thì trên 200 triệu, 7.2 thì trên 300 triệu, 8.1 thì trên 600 triệu, vân vân. Đối với mẫu nhẫn xoay này không cần hộp chủ thì giá trị tài chính, tài sản của chiếc nhẫn này sẽ là vừa phải hơn. Nếu như đeo ngón giữa thì sẽ cân đối hơn, còn nếu như mình không thích thì mình đeo ngón này.